Kính thưa quý vị, hé lộ thời các trọng đài của trò chơi Final Fantasy 15 đến từ Los Angeles. Như đã hứa hẹn trước đó, tại sự kiện Uncover Final Fantasy 15 vừa qua, công ty Nhật Square Enix đã công bố những chi tiết chung quanh trò chơi được nhiều mong đợi Final Fantasy 15 tại Shrine Auditorium ở Los Angeles. Cũng nhân dịp tổ chức sự kiện đặc biệt này, công ty phát hành đã chia sẻ thêm nhiều thông tin mới mẻ liên quan đến chính bản sắp tới, như giới thiệu sản phẩm chuyển thể thành phim, hai phiên bản giới hạn đặc biệt, một mini game dành cho hệ di động và một bản thử miễn phí. Bài hát Stand By Me của Ben E. King sẽ là bài hát của chủ đạo chính thức trong phiên bản Final Fantasy 15, được trình bày bởi nữ ca sĩ Florence Welch đến từ Florence and the Machine. Square Enix đã công bố ra mắt tập phim hoạt hình ngắn về Final Fantasy 15 với nội dung xoay quanh khoảng thời gian từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành của nhóm nhạc Noctis, Ignis, Gladio và Prompto. Brotherhood Final Fantasy 15 cũng sẽ bật mí thêm về quá trình hình thành nên tình bạn kháng khích giữa bốn nhân vật khác nhau. Kết thúc sự kiện này, ngày phát hành Final Fantasy 15 sẽ vào ngày 30 tháng 9 năm 2016. Thank you.